Tiếp nối một ý kiến của đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị phê phán có tựa đề Hậu sinh khả ố cho Facebooker Trần Quy sưu tầm và đăng trên trang cá nhân vào ngày 14 tháng 7 từ nguồn Facebook Ưng Hoàng. Mời quý vị cùng chia sẻ. Hậu sinh khả ố. Thời nhà Thanh, gian thần hòa thân nổi tiếng là tham lam, thâm độc và xa xỉ. Mỗi lần xuất cung phải có 4 tỳ nữ hầu hạ, kể cả đi tiêu tiện. Một cô thì bưng lư hương trầm, một cô phe phẩy quạt, một cô cầm giấy chùi và một cô cầm khăn để lau đít cho hắn. Ngày nay, sứ vệ nổi tiếng vì nhiều hậu duệ của hòa thân như khả ố hơn nhiều, tham lam hơn mấy bậc, độc ác hơn mấy bậc, xú nịnh hơn mấy bậc, hèn nhát hơn mấy bậc và xa xỉ cũng hơn mấy bậc. Các quan sứ vệ đi ăn phải có ca ve phục vụ gấp đúc tận mõm, phải có ca kỹ hát hò ưỡn ẹo để ăn cho ngon miệng. Đi đái có ca ve cầm chim, say sưa rồi thì lên đỉnh. Đi đánh góp phải có gái đẹp che ô, nhặt bóng, mang nước kề tận mõm. Không những các quan dùng tiền thuế của dân để tự hưởng đặc ân, mà vợ, con các quan cũng được hưởng những đặc ân cấp nguyên thủ. Luật hàng không chỉ cho phép những trường hợp đặc biệt thì các phương tiện khác mới được tiếp cận máy bay, như đón nguyên thủ quốc gia, đón bệnh nhân cấp cứu, dẫn độ tội phạm nguy hiểm. Hơn nữa, các trường hợp này đều phải có lực lượng an ninh sân bay đi kèm. Vậy mà một quan thứ trưởng đàng hoàng cho xe biển xanh vào tận chân thang máy bay đón vợ với lý do lãng xẹt là do thuộc cấp quá yêu chị đại nên tự ý vào đón. Mới đây, một phó bí thư tỉnh ủy đã cho xe công vào tận chân thang máy bay để đón kiều nữ của mình. Người già em bé cũng phải đứng chờ kiều nữ của ông ta ưỡn ngẽo xuống thang rồi mới xuống được. Quá bức xúc, nhiều hành khách đã quay clip, chụp hình đăng lên mạng xã hội và cả gửi các báo. Là một điều là sau khi hăm hở đăng tin chỉ sau một hôm, các báo đồng loạt gỡ bài. Cũng đúng thôi, đảng viên, cán bộ cấp cao, ai lại xa xỉ thế? Còn gì là học tập tấm gương? Chỉ có điều báo đảng gỡ nhưng báo dân vẫn đăng. Vì các bếp báo nhân dân có lương ăn của đứa đếch nào đâu. Hơn nữa, đây tớ sức sực thì chủ chửi là tức lẽ dĩ ngẫu. Nhưng mà nghĩ thương các ông bà chủ sứ vệ, chửi thì chửi thôi chứ hàng ngày vẫn còn cong lưng, bán mồ hôi, nuôi đầy tớ ăn chơi xa xỉ.